Hơn 5.000 học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku và đông đảo người dân đã tập trung tại khu trưng bày Thiên đường Tây Nguyên nằm trong khuôn viên quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku. Một trong 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. Cờ hoa rực rỡ, sự cổ vũ hết mình của các cổ động viên đã tạo nên một bầu không khí thực sự sôi động để tiếp lửa cho nhà leo núi Nguyễn Quốc Nhật Minh, học sinh lớp 12 C2A, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, một trong 4 thí sinh tham gia hành trình chinh phục đỉnh Olympia năm thứ 24 và là người đầu tiên mang cầu truyền hình về với quê hương Gia Lai. Khi mà anh Nhật Minh đem được cầu truyền hình về cho Gia Lai thì là một học sinh của chuyên Hùng Vương, em cảm thấy rất là tự hào. Và hôm nay em ở đây cổ vũ cho anh ấy và em mong muốn là anh ấy sẽ tự tin và cố gắng hết sức. Và nếu mà có thể thì có thể đem vòng nguyệt quế về cho Gia Lai luôn. Và đó sẽ là một niềm tự hào rất lớn. Hôm nay bọn con có mặt rất đông để cổ vũ cho bạn Nhật Minh. Và qua đó bọn con cũng muốn quảng bá đến văn hóa của người Gia Lai và truyền thống hiếu học của người Gia Lai. Mình rất vui khi lần đầu tiên Gia Lai mình được đầu cầu như vậy. Mặc dù thời gian của mình rất bận rộn nhưng mình cũng dành thời gian trước hết là đến để cổ vũ và sau đó ủng hộ cho Nhật Minh. Đang ở câu hỏi của đó chính là Nhật Minh. Theo thứ tự bốc thăm, Nhật Minh là người thứ hai bước vào đường đua chung kết. Thí sinh Nguyễn Nguyên Phú đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội là người mở màn cuộc đua. Khởi động ở vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là các thí sinh Vũ Quang Phú Đức, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế và Trần Trung Kiên, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên. Dù có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cũng như nhận được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của hơn 5.000 cổ động viên tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, nhưng với tính chất của một cuộc thi chung kết năm, các câu hỏi của chương trình từ vòng thi khởi động cho đến vòng thi về đích đều có độ khó cao, lượng kiến thức rộng trên tất cả các lĩnh vực. Cộng với một chút áp lực tâm lý, thí sinh Nguyễn Quốc Nhật Minh của Gia Lai đã trải qua các vòng thi với kết quả chưa đạt như mong muốn. Ở trận chung kết năm nay, với phong độ thi đấu hết sức ấn tượng, đặc biệt là sớm trả lời đúng ô chữ ở vòng thi vượt chướng ngại vật, cùng với chiến thuật thi đấu hợp lý ở vòng thi về đích, thí sinh Vũ Quang Phú Đức đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế với 220 điểm là người xuất sắc giành được vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình cùng giải thưởng 50.000 đô la Mỹ. Về đích thứ hai là thí sinh Nguyễn Nguyên Phú đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm 215 điểm. Sau 4 vòng thi của chương trình, Nhật Minh đã giành được 85 điểm và đồng xếp ở vị trí thứ 3 trong hành trình chinh phục đỉnh Olympia năm nay cùng với thí sinh Trần Trung Kiên, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên. Nhật Minh hôm nay mặc dù kết quả không được như ý nhưng mà bạn ấy thật sự đã rất là xuất sắc. Bạn ấy đã là niềm tự hào của thầy, của tất cả các thầy cô trong trường và các bạn. Và cũng là một cái động lực để cho các học sinh của tỉnh Gia Lai chúng ta phấn đấu tiếp tục nối bước Nhật Minh để chinh phục đỉnh Olympia. Ở trường chuyên Hùng Vương đã có một cái câu lạc bộ huyền thoại Vua Hùng và đây là cái nền tảng để đưa các em tiếp tục đến chinh phục đỉnh Olympia. Trong cuộc thi có người thắng người thua, ai cũng muốn giành chiến thắng nhưng mà ngôi vị quán quân chỉ có một. Thì ai được thì nào cũng xứng đáng, nhưng mà Gia Lai rất tự hào vì Nhật Minh. Tôi đi từ 6 giờ sáng, tôi và một người bạn nữa ra đây để cổ vũ cho Gia Lai. Gia Lai rất nhiều năm rồi, bây giờ mới có cầu truyền hình về, nên là rất tự hào. Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng trong trận chung kết, nhưng với việc được góp mặt tại chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024, em Nguyễn Quốc Nhật Minh đã mang đến một bầu không khí thực sự sôi động với niềm tự hào tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku trong sáng ngày 13 tháng 10. Thông qua sân chơi chi thức hấp dẫn này, Nhật Minh cũng đã góp một phần nhỏ trong hành trình truyền cảm hứng học tập và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức đến với đông đảo các em học sinh trong tỉnh. Cùng với đó, sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức điểm cầu và nhiều tiết mục văn nghệ được tập luyện kỹ lưỡng trình diễn trong chương trình đã giới thiệu cho khán giả cả nước về hình ảnh quê hương và con người Gia Lai.